tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hương Giang lần đầu tiết lộ lý do quyết định dự thi Miss International Queen 2018. Xuất hiện trong talk show series Hoa hậu Việt Nam 2020, Hương Giang không chỉ khiến khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, màn đối đáp sắc sảo khi trò chuyện với hai hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thị Linh. Tại talk show nói về chủ đề có nên thi hoa hậu hay không, Hoa hậu Hương Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn. Trái ngược với mục tiêu ban đầu của Đỗ Mỹ Linh và Lương Thùy Linh khi tham gia cuộc thi sắc đẹp vì muốn được học hỏi để trưởng thành hơn, Hoa hậu Hương Giang không giấu giếm. Giang là một người cực kỳ tham vọng, Giang đi thi Hoa hậu vì khao khát đổi đời và bước lên một tầm cao mới. Vì là một người hoạt động showbiz từ trước nên Giang rất thích hào quang. Phải thừa nhận rằng ở Việt Nam, cách nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A là phải đăng quang Hoa hậu. Có thể dễ dàng thấy sau khi đăng quang, hào quang của chiếc vương miện đã giúp sự nghiệp của Hương Giang thuận lợi hơn. Từ MV triệu view cho đến phủ sóng ở mọi game show truyền hình là những điều rất khó để đạt được nếu là một Hương Giang của 3 năm về trước. Tuy nhiên, vì là một người sắc sảo, Hương Giang nhận thức được rằng nếu bản thân mỗi hoa hậu sau khi đăng quang không có sự miệt mài lao động và cống hiến thì việc bị thế hệ sau xoán ngôi là rất dễ dàng. Cô nàng chia sẻ, như Giang sau khi đăng quang cũng không phải là đổi đời ngay đâu. Giang cũng phải quay MV, tham gia truyền hình, vừa hát, vừa nhảy, vừa múa. Chỉ có thể là xiết là chưa làm thôi, thì mới có được ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên là hoa hậu là có. Dù nhận được nhiều thành công như Hương Giang thú nhận rằng, chia sẻ thật lòng thì cuộc thi hoa hậu Giang đăng quang nó không quá lớn đối với nhiều người. Thế nhưng cuộc thi to hay nhỏ không quan trọng, tuy nhiên yếu tố cuối cùng để quyết định mình trở thành hoa hậu như thế nào. Việc người hoa hậu cống hiến lao động như thế nào cho khán giả mới quyết định vị trí của bạn ở đâu. Giang đến với cuộc thi vì đăng quang là để cảm nhận được sự mở lòng của mọi người. Từ đó Giang đã cộng hưởng thêm kinh nghiệm showbiz của mình để có như ngày hôm nay. Bên cạnh đó Hương Giang cũng hài hước cho rằng, thật ra biết làm hoa hậu đổi đời sướng như vậy thì Giang sẽ đi thi sớm hơn. Mặc dù ngày trước đăng quang của mình vẫn như vậy nhưng người ta không chú ý nhiều. Thế mới thấy ai cũng có cái số cả. Như Giang cũng phải chịu khổ khoảng bao nhiêu năm đó mới được sướng. Có thể thấy những chia sẻ thẳng thắn này của Hương Giang là điều không phải bất kỳ người đẹp nào cũng dám lên tiếng. Chỉ có thể là một người có tư duy sắc bén, khéo léo và tinh tế mới có thể trình bày một cách trọn vẹn, sâu sắc và mang đến cho khán giả một góc nhìn chân thật hơn về một hoa hậu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.